Xin chào bà con đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cây Trồng. Hôm nay mình đang quay lại một vườn bưởi da xanh thuộc khu vực là Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc trước á, đối với vườn này á, thì mình cũng có quay cho bà con xem một vài cái video. Là lúc trước là vườn này là cái hướng trồng dày này và cái hướng khắc phục như thế nào. Tiếp đó là một số video là về làm bông bưởi Tết. Thì sau đó thì bà con nhìn thấy là cái đây là những lượt trái Tết này đang neo trên cây này, rất là nhiều này. Đó. Thì sau đó là mình cũng có quay cho bà con xem một cái video, đó là cái cách làm bông bưởi nghịch. Thì đối với vườn này á, thì mình cũng đợt vừa rồi á, là cũng xử lý làm bông bưởi nghịch cho những cái cây bưởi da xanh như vậy. Cây này là chỉ hơn 3 năm thôi nha bà con. Khi khu vực mình trồng ở là ở miền Đông á, cây 3 năm mà nó rất là to. Khoảng cách trồng ở đây lúc trước là 4 mét này, mà mình đã cưa ra một hàng ngang và một hàng dọc. Thì như vậy á, nó đã thành là 8 mét cho một cây. Mà bà con nhìn thấy này, cây hơn 3 năm thôi mà nó đã muốn giáp tàng như vậy rồi. Rồi, quay lại cái vấn đề là cái vườn này. Thì lúc trước á, là mình có quay một cho bà con xem một cái video là chăm sóc cái lứa bưởi Tết và cái hướng là mình xử lý là bông nghịch vụ. Khi bà con là bông nghịch vụ á, thì đối với cái lứa bưởi nghịch á, thì nó rất rất có giá bà con ha. Tại vì cái lứa bưởi nghịch á, là rất khó làm. Tại vì mình làm bông trong mùa mưa thì cái tỷ lệ đậu nó đậu khó rất là nhiều. Tại vì mình gặp nhiều mưa dầm á. Thì qua đợt xử lý vừa rồi á, thì cái quy trình mình thì bà con nhìn thấy là nó đã cho ra này, nó bung những mầm bông cho mình này. Đây, một vài cái mầm bông nó bung ra rồi. Qua đợt xử lý là trước đó là mình cũng phun là 3 đợt là 10-60-10 cộng với 10-30-30. Sau đó mình kích thêm là Cansibo New Atonic cộng với Combi. Mà còn nhìn thấy những mầm hoa nó đã lưu ra rồi này. Đấy. Đó. Thì đối với vườn này á, là cái cây mà bưởi tơ 3 năm thì cây nó rất là sung. Như vậy á, trong cái quy trình làm bông á, thì mình phải cân chỉnh cái liều lượng làm sao, làm sao ép cây nó không bị suy quá. Mà cây á, đối với cây 3 năm á, làm bông rất là khó tại vì nó sung. Khi mà nó đã sung rồi á, thì cái quá trình mà chuyển hóa đường bột để phân hóa cái mầm hoa trong thân cây á, nó khó hơn rất là nhiều. Khi với mà cái cây 4 năm, 5 năm nó đã qua cái lứa trái rồi, khi nó đã thuần rồi, thì với cái lứa trái này này, thì những mầm bông nó bung ra này. Đối với bà con làm bông cho mấy cái lứa bưởi mà nó đã có cái lứa trái đang neo ở trên cây á, thì mình phải cân chỉnh cái liều lượng trong đó là lân này, kali làm sao á, không ảnh hưởng đến lứa trái này, mà giúp lứa trái này nó vẫn xanh và mình vẫn giữ được cái sắc thái của nó là một màu xanh, không bị sạm. Khi mình xài, khi bà con xài MKB nhiều á, thì nó sẽ sạm trái đi, nó sẽ có những vết sạm ở đây, hoặc lân nhiều á, sẽ dẫn đến cái tình trạng nó sổ trái. Như vậy trái của mình nó sống không được đẹp. Bởi vậy á, trong quy trình làm bông bưởi nghịch này á, thì mình cũng cân chỉnh một vài cái liều lượng ở trong đó. Ví dụ như là khi trước đó bà con cũng có xem qua một số video của mình á, là khi bà con lấy lá cành nhện á, thì mình sẽ phun gì, lân bo New Atonic cộng Combi. Nhưng mình cảm giác được cái trái của mình á, khi mà bà con phun lân á, thì cái trái mình nó sẽ bị sổ trái này. Như vậy á, thì mình sẽ cho là mình sẽ thay đổi công thức ở đây một tí, là mình sẽ phun là thay vì lân bo, mình sẽ phun là Cansibo New Atonic cộng Combi. Sau đó là mình sẽ lật lá cành nhện này, thì nó sẽ bung bông ở đây. Bà con nhìn thấy này, đấy, cái mầm bông này nó đã bung lên này. Đó. Đây này, tiếp tục đây. Bà con nhìn thấy này, đó, bung rất là nhiều. Ở đây. Đây bung rất là nhiều này. Thì đợt này á, thì khi mà nó đã nhú hoa như vậy rồi á, thì bà con phòng thêm cho mình là những con là côn trùng nó chích hút này, hoặc là nấm khuẩn than thư nó làm thối cái bông mình đi. Thì đợt thì thường thường á, là mình cũng cho xịt thêm các dòng dưỡng bông như là Cansibo này, Rich 10, Acid Amin và Combi ở dưới gốc á, trong cái giai đoạn mà nó bắt trước tầm khoảng 1-2 tuần nữa là mình sẽ cho vào cái dòng trung vi lượng. Trung vi lượng là sao? Temix là sau này nó sẽ giúp cái trái của bà con nó sẽ tròn đều và đồng tâm, nó sẽ không bị lệch tâm và méo trái. Nó hỗ trợ cái trái này. Với một số bà con khi làm bông á, là bà con lưu ý cho mình một vài vấn đề như vậy này. Là khi làm bông á, bà con thường là mình có hai cái trường hợp. Cái thứ nhất á, là mình sẽ lạt lá. Khi mình sẽ lạt lá như vậy. Cái thứ hai á, mình sẽ tì nhẹ đầu cành nhện. Mà một số bà con á, là mình không thấy được cái mầm bông. Ví dụ này, mình ví dụ đi. Như là cái mầm này, là ở đây là mầm bông này. Bà con thấy cái hạt này.
trong mùa mưa này ấy, mình làm bông trong mùa mưa này á, là cái mầm lá nó sẽ đi trước và cái mầm hoa nó sẽ đẩy theo sau này. Bà con thấy cái hạt mầm ở trong này này, thì mình sẽ lấy nét lại cho bà con. Đây là những cái hạt mầm ở trong này. Thì khi đó, khi bà con mà một số bà con thường có thói quen là mình cắt cành, bấm đầu cành nhện á, thì khi một số bà con bấm đây này, bấm đây rồi thì nó sẽ cái mầm bông nằm ở này, thì bà con sẽ bấm mầm bông đi rồi. Thì bà con một số lưu ý như vậy cho bà con nên tránh khi mà con bấm nhẹ đầu cành nhện á, thì mình sẽ nhìn cái mầm hoa nó ở đâu mà mình bấm cho nó hợp lý, sao cho mình đừng có bấm cái mầm hoa của mình đi. Một số thì bà con nhìn thấy cái mầm hoa ra đầu này. Đấy, cái này mình chưa đặt lá thì nó đã cho ra cái mầm bông này. Đây, ví dụ cái nhìn này đi, là một số là mầm hoa này, mầm hoa từ trong này ra đúng không, là nó mầm hoa nó ra đầu này, nó ra đầu cái cành luôn. Mà một số bà con bấm nhẹ đầu cái bấm đầu cái cành này thì mình sẽ bấm luôn cái mầm hoa của mình rồi. Đó, thì một số lưu ý khi bà con nhìn thấy là cái mầm này nó sưng cương ở đâu thì mình để nha. Không phải cành nhẹ nào mình cũng bấm, không phải cành nhẹ nào mình dài mình cũng bấm. Thì như vậy thì nó rất tiếc cho bà con khi mà bà con sẽ bấm nhầm cái mầm hoa của mình. Đấy, một số cái mầm hoa nó đi lú đầu cái cành nhện này, chứ nó đâu có lúa ở giữa đâu. Bà con nhìn thấy nó đầu này, thì mình tránh cái trường hợp đó, là mình tránh sai lầm sau này. Thì với cái lứa trái này á, thì trong cái quá trình làm bông á, thì mình cũng cho xịt dưỡng trái luôn, kết hợp vào đó mình có xịt dưỡng trái để giúp mình nuôi cái trái này đi, cho mẫu mã trái này nó đẹp và nó không bị xấu trong cái quá trình mình ép cây làm bông. Bà con nhìn thấy là mặc dù mình ép cây làm bông hoa nó ra, nhưng mình nhìn thấy này, một màu xanh, nó vừa đi cơi này vừa đi bông nha. Con nhìn thấy này, cơ ra rất là xanh đó. Mình ép thuộc dạng là cây nó không bị suy lắm, nó không bị khàn cây, như vậy cây sẽ mất sức đề kháng hơn. Thấy trái rất là nhiều này. Thì đối với vườn này thì một số cây mà trái nhiều rồi thì mình vẫn không cho xử lý làm bông nha bà con. Trái nhiều rồi, tại vì lúc trước với vườn này là một cây bưởi tơ 3 năm mà mình cho lấy lứa trái Tết là lứa trái đầu tiên. Như vậy cây nó sung quá, một số cây mình ép nó chưa tới, thì thuộc dạng là một số cây nó sung quá thì cái lứa trái nó ra còn ít. Ví dụ một số cây như vậy này thì nó ra ít hơn. Thì đợt này mình cũng cho xử lý là mình làm bông nghịch vụ, mình làm cái lứa bệnh nghịch này. Khi bà con làm cái lứa bệnh nghịch này á, là thuộc dạng là khi mà nó giá được rất là cao, tại vì trong mùa mưa này làm bông rất là khó. Đợt rồi cũng gặp một vài cái trận mưa dầm bà con này, mới sáng sớm này nó mưa này, động lại trên lá này, gặp một vài trường hợp mà nó mưa dầm. Thì bà con lưu ý trong cái một số vấn đề như vậy. Đây, con nhìn thấy không, là cái mầm hoa này nó lú ở đầu cái cành nhện này, thì nó đâu có sưng cương ở trong này đâu. Khi bà con bấm cành nhện hoặc lạt lá cành nhện là mình phải biết cái cành nhện này nó lú cái mầm hoa ở đâu, cái mầm chờ của nó ở đâu. Khi cái mầm hoa bà con ý trên một cành nhện mầm hoa là sao, nó sẽ lú kiểu mà cửa gà bà con, nó sẽ sưng cương sưng tròn lên, so với cái mầm lá nó sẽ không tròn. Đó, như vậy biết được, mình biết được cái cách mà mình tì nhẹ đầu cành nhện hoặc mình chỉ lặt lá thôi để mình giữ được cái mầm bông này. Một số bà con như vậy là mình cắt như vậy là nó đi rồi này, chứ còn đâu nữa đâu. Đó, một vài lưu ý cho bà con như vậy cho trong cái quá trình mình làm bông để cho nó hợp lý hơn. Thì mình kết hợp vào đó, mình cũng đợt này mình cũng xịt dưỡng bông dưỡng trái và phòng ngừa côn trùng và nấm bệnh, để sau này á thì mình sẽ giúp cái trái mình nó sẽ mẫu mã đẹp hơn. Trong cái thời kỳ ra bông á, nó xả nhụy á, bà con phải phòng cho mình được á, là cái con bọ xít muỗi. Bọ xít muỗi này, bọ trĩ này. Khi bà con phòng được cái con bọ trĩ á, thì bà con đã chiến thắng được 50% rồi. Đó. Tại vì bọ trĩ nó làm cái trái mình sau này mẫu mã nó xấu, không có đẹp. Đấy, lúc trước là những cái cây này cưa ra này, rất là thoáng mà không? Cây hơi 3 năm mà con nhìn thấy rất là sung. Hôm nay mình cũng đến để tư vấn cho anh, cũng như thăm lại cái vườn để cập nhật lại cái tình hình làm bông bưởi nghịch đang theo cái quy trình kỹ thuật của kỹ thuật cây trồng. Thì video cũng đến đây thôi. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.